các bạn ơi, bây giờ bạn Hiếu sẽ mở mấy bịch bánh khổng lồ này ra cho chúng ta xem thử nhé. Wow, đây một bịch bánh gì trước đây? Tôm chứ, đây mình thấy tôm à. Bánh nào bim bim khổng lồ tôm trước nhé. Rồi, mở ra thôi, hấp dẫn quá các bạn ơi. Coi cái chỗ khui nó chỗ nào đây. Đây rồi. Wow. Wow, bên trong nó có mấy cái bịch nhỏ rồi các bạn ơi. Đi mày. Một bịch, hai bịch. Coi nó có màu luôn nè, màu xanh nè, màu cam đúng lên nè. Ba bịch nè, bốn bịch nè. Quá nhiều quá. Năm bịch, sáu bịch luôn. Ôi. Rồi bây giờ mình sẽ ăn bịch nào trước đây? Mình sẽ ăn một xanh trước đi. Rồi bịch màu xanh các bạn ơi. Chắc cái này cái nào cũng như cái nào ha, nó khác cái bịch thôi đúng không? Nó khác màu thôi. Đúng rồi các bạn ơi, cái vị bên trong nó là giống nhau hết nha. Giống nhau hết nha. Nên mình chỉ thử một thứ một bịch thôi. Rồi mình ăn thử cái bịch. Chắc có nhiều bánh, rất nhiều bánh. Rồi, mùi tôm. Thử đi bạn, cho bạn thử miếng nào. Đây, mùi tôm này các bạn ơi. Cho con miếng này luôn. Ngon quá. Mùi tôm ngon lắm các bạn ơi, giòn giòn. Nói chung là bánh rất là giòn và đậm đà. Bánh này nói chung là ngon thiệt, đậm đà lắm, tôm, cay cay. À, nó hơi mặn mặn, với như là được nướng lên vậy các bạn ơi. Rất là ngon nghe. Cho con mấy này luôn ơi. Đó, cho luôn miếng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ để qua này một bên. Rồi mình sẽ mở cái bịch tiếp theo nè. Bịch gì đây ta? Để mình xuống nha. Đi vô luôn hoài, mà anh cho ăn nữa luôn ơi. Rồi mình sẽ mở vị con mực nhé. Rồi bây giờ sẽ mở con mực ra. Rồi bây giờ sẽ mở bịch bánh bim bim mực khổng lồ nha. Hồi nãy mình ăn tôm là giờ mình chuyển qua mực đi. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển ra qua mực. Vị nha, hấp dẫn quá, không biết trong này nó chứa cái gì, nó chứa bao nhiêu bịch đây. Wow, màu khác các bạn ơi. Bịch đẹp quá, bịch đẹp quá, bịch đẹp quá, màu trắng. Wow, bịch màu trắng nha. Hai bịch. Ba bịch. Bốn bịch. Rồi, năm bịch màu trắng luôn. À, năm bịch các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ mở ra thử nha. Còn bên trong nó có cái gì đây? Hồi hộp quá, cái này ngon mà một bịch. À, mùi gì? Hộp quá, mùi bịch. Mùi mực nè. Mùi mực nướng hả? Ống mực, ống mực, ống. Wow, các bạn ơi, cho đây bạn thử một miếng luôn. Đây, mực ống nhen quá, đã quá các bạn ơi. Ngon quá à. Cái ngọt ngọt, cơm cay ngon quá à. Wow, bim bim này rất là có một mùi béo nữa các bạn ơi, rất béo nha. Béo hơn cái vị tôm hồi nãy. Đây là làm như nó có bơ nhiều nè. Nó sấy bơ nhiều. Cái này bơ nhiều hơn nè. Mực tôm. Ngon quá à. Ngon quá à. Ôi, cho một miếng nữa đi. Trời, đây ngon lắm các bạn ơi. Bạn ơi, tròn tròn giống như con mực ống gì đó. Nhớ nha các bạn, nhớ nha, đây là bánh bim bim nha. Bim bim siêu bự. Đây, bánh bim bim khổng lồ nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái bịch bịch cuối cùng đi. Bịch nào đây ta? Mùi vị gì đây? Bắp này có một hấp dẫn à nha. Đây, bắp. Wow. Nãy giờ mình ăn tôm rồi, tôm biển không bằng, chuyển qua giùm cái vị đi. Rồi, mình sẽ ăn cái vị bắp nha. Bắp này bắp ngô nha, đúng rồi, bắp với ngô là đồng nghĩa luôn các bạn ơi. Wow, đẹp quá, cái bịch đẹp quá trời. Wow. Đây các bạn ơi, nó có màu xanh nước biển nè. Sao mấy cái này cái bịch nó toàn là màu, mỗi lần bịch khác nhau, bịch đẹp không à? Mỗi wow, lần màu nâu. Mỗi bánh khác nhau là màu bịch khác nhau ha, nó không có giống nào ha. À đúng rồi các bạn ơi, ba vị này là mùi một, khác nhau. Một loại bánh khác nhau, nhưng là mà bánh khác nhau luôn. Mẫu cũng khác nhau luôn. Quá đẹp. Yeah. Rồi, màu xanh nè. Mở thử màu xanh nước biển nha. Màu nào đẹp quá, chưa mở màu nào ta. Đi ha. Rồi mở màu đó đi, màu xanh nước biển đi. Nó sao bắt bắp nó thơm á, tới ngoài bịch luôn trời. Ôi, thằng đó y như mưa bắp thiệt luôn. Đâu, wow, bự quá các bạn ơi. Thường thường bắp á, mình là mình ăn bắp nhỏ nhỏ mình mua. Bắp nhỏ nhỏ nè, còn ống này là bắp này là bắp làm nguyên khối luôn là ra ống luôn, chứ phải là ra cục nhỏ, giống như mình mua ở quán tiệm hay là cục nhỏ để mình ăn vậy, các bạn hiểu không? Đây, các bạn ơi, đây là bim bim bắp mà nguyên khối luôn á. Cái cuộn nó như bánh ống vậy nha. Ôi thơm lắm. Quá, wow, ăn thử đi. Thơm quá. À, mềm quá các bạn ơi. Ngon quá, nó ngon hơn bánh kia nhiều. Ừ, cái bắp này bên trong nó có kem các bạn ơi. Ừ, kem sữa. Ừ, ngon quá. Ừ, kem sữa luôn. Ngon quá. Không, mình không thể diễn tả nổi được cảm giác nào luôn á. Ê, các bạn ơi, cái bắp trong ba loại bánh này á, bánh bắp này ngon nhất nè. Thấy bên kia này, cái bắp này ngon nhất nè. Rồi cái mực ống là ngon thứ nhì nè. Còn cái tôm á, cái tôm nó không ngon bằng nghe. Cái tôm là mùi gì nữa. Tôm bình thường quá.
tôm nó cũng bình thường giống như những cái loại bánh tôm khác. Đúng rồi. Bánh mâm tôm khác rồi. Cho luôn ra luôn. Cái mùi tôm á các bạn, nó như là bánh bim bim nhỏ 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 mình thường ăn vậy đó. Wow. Rồi, như vậy là hôm nay bạn Hiếu đã giới thiệu cho các bạn là ba loại bánh bim bim nha. Thấy không? Thấy không? Cái đẹp cực kỳ luôn. Cái này là bên trong nó là sô cô la hay gì đó, gỡ nó thử luôn đi bạn Hiếu ơi. Nó không có giống nha. À thì ra cái này là không phải là một loại như bánh kia. Mà là một bánh khác nhau, cái này là loại bình thường. Để thử nha, thử nha. Thử rồi. Nha, thử nha. Rồi mình mở cái mùi sô cô la này các bạn ơi. Cái này là ai Hiếu chỉ đố ngọt thôi, chưa biết cái gì thiệt không. Đúng thiệt luôn, trời ơi, khác nhau luôn. Đúng rồi, khác nhau này các bạn ơi. Ngon nữa. Trời ơi. Đây là bắp, người ta có vị sô cô la này nghe. Một bịch bắp này là nó có hai vị khác nhau chứ không phải là như mấy cái bịch này là nó có nhau hết. Đây thì một vị nữa là ba vị chứ. Rồi, ba vị luôn. Đây. Đi. Đây là vị đậu xanh nè, màu xanh á. Wow. Rồi mình ăn sô cô la trước nha. Bây giờ thử, trời ơi, vị bịch này là mình được thử được ba thứ luôn. Đây các bạn thử miếng nè. Đây. Đây này các bạn ơi. Wow. Đây bim bim bắp khổng lồ vị sô cô la. Ngon quá. Ừ. Cái vị này nó mặn mặn. Nó sô cô la mà. Ấy các bạn ơi, cái này nó có nét sô cô la bên ngoài nè. Mặn mặn ngọt ngọt. Trời. Mà trời. Thích quá. Anh thấy cái bịch này đặc biệt. Cái này nó có thêm một miếng muối nữa. Thôi, mình muốn thử cái này à, nôn quá à. Rồi, ăn bịch màu xanh đi. Mình thử cái này đi. Nôn quá, không ngờ cái bịch cuối cùng này nó lại đặc biệt như vậy luôn. Mình không biết luôn thiệt các bạn, là mình không biết nó như thế nào luôn á. Lần đầu tiên mua bánh bim bim về test luôn á. Các bạn nha. Thấy chưa? Wow. Có thể mua thử về ăn thử rất là ngon. Đó, như vậy là cái clip tới đây là hết. Hẹn các bạn những clip lần sau nha. Bye bye.